Video trước mình có nói là không nên đốn viên thuốc, và bạn này vào bình luận nói là gì? Nếu tiệm mới mở mà không đốn được viên thuốc thì chỉ có dẹp tiệm. À, mình có một số vài vấn đề mình nói như sau. Cái việc đầu tiên về mặt pháp lý, đốn viên thuốc thì chắc chắn là không có gì, không được phép rồi ha. Nhưng bỏ qua cái việc pháp lý về một bên đi. À, một bệnh nhân đem cái gì? À, cái bị thuốc trần trụi, không tem, không nhãn, không cái gì hết. Thì ít nhất thì chúng ta phải hiểu được là gì, khai thác triệu chứng của họ là như thế nào. À, khi chúng ta khai thác triệu chứng và chúng ta phải chẩn đoán đúng bệnh cho họ cái đấy. Ok, đỡ gì dễ dàng mà đốn viên thuốc hơn. À, đó là thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải hỏi bệnh nhân là gì, dạ khác hẳn được hay không. À, ví dụ như là chúng ta đoán đúng đi, bây giờ mình hỏi bệnh nhân hỏi khác hẳn được hay không, và người ta trả lời là không, chỉ giống y như vậy thôi. À, bệnh nhân nói giống y như vậy mà mình không có thì đoán đã làm cái gì nữa đâu, đúng không? Đó nhất. Cái thứ hai, bệnh nhân nói là gì, ừ khác hẳn cũng được. Khi mà bệnh nhân nói khác hẳn cũng được thì thực chất bản thân của mình không cần phải đoán viên thuốc nữa, mình sẽ bán theo của mình luôn. Đó, đoán chỉ để làm gì, người ta nói khác hẳn cũng được thì mình nói là dạ ơ cô ơi, con bán khác hẳn cũng được, miễn sao là đúng hết bệnh cho cô là được rồi, người ta sẽ ok đồng ý thì mình bán thôi. Chứ còn để bản thân người khách thì để là không có chịu đòi đúng y như viên thuốc đó mà bản thân mình cũng không có thì đoán nó làm gì đâu, đúng không? Nhưng mà bạn nói là gì, à, dịp tiệm sao mà dịp cho được. Nếu mà chúng ta cứ chạy theo cái đơn thuốc của khách và bán theo ý của khách thì chúng ta mới là người bị dịp tiệm, bởi vì chúng ta không có giá trị gì hết á. Bệnh nhân đem cái liều thuốc đó tới và người ta uống hết bệnh thì người ta sẽ khen cái liều thuốc đó. À, khen cái liều thuốc đó là của người kia, người E, người B, người C, chứ không phải là của mình, bởi vì mình bán theo đó. Nên mình không có cái ý nghĩa gì trong cái việc đơn thuốc đó hết cả. Và cũng như là gì, đừng nghe theo bệnh nhân nói. À, nếu mà chúng ta cứ chạy theo bệnh nhân hoài thì chúng ta gì không có cái giá trị gì đối với họ cả. Mà chúng ta hãy tạo ra thương hiệu cho bản thân của mình. Mình phải chính bản thân của mình là người bán thuốc hết cho họ. À, chứ không phải là gì, chứ không phải là cái liều thuốc của người khác nha. Nên á, bề mặt cốt lõi là chúng ta phải tạo ra giá trị cho bản thân mình. Mình là gì, là người bán thuốc hết cho họ, là người điều trị hết bệnh cho họ. Khi bản thân mình điều trị hết bệnh cho họ thì mình nói gì họ cũng nghe theo nha. Chứ cho dù bây giờ mình bán theo đúng y như họ luôn đi, đúng thuốc 100% luôn đi, người ta nói là gì, ừ cái thuốc này thuốc của thằng kia nó bán hết chứ đâu phải là thằng này bán hết đâu. Đó, do thằng kia nó đóng tiệm nên tao tới chỗ mày tao mua thôi. Đó, như vậy thì thực chất những người gì là gì, mình mới là gì, mình mới gọi là gì, à, dịp tiệm á nha. Nên à, hãy tạo ra cho thương hiệu của bản thân mình và bằng cách nào đó mình thuyết phục để họ mua theo ý của mình, chứ đừng mua theo ý của họ. Nếu cứ chạy theo bệnh nhân hoài thì mình gì sẽ không bao giờ tồn tại được đâu nha. Nói như vậy rồi mà bạn đây cũng khăng khăng là phải đốn viên thuốc nha. Không nên đoán viên thuốc cho dù là chúng ta biết là bệnh lý thì bị gì chăng nữa. Thè chúng ta bán theo ý của mình, bệnh nhân chịu thì chúng ta bán. Chứ đừng nên đoán viên thuốc, bởi vì thuốc nó không bao giờ là gì. Ờ, đúng đâu. Nhan, về mình ví dụ nè, bạn đoán đúng được hay không nè. Đây, ở tiệm mình có 5-6 viên thuốc nó dúng y chang gì luôn nha. Nó dúng luôn nè, dúng từ cái kiểu nè. Và mình đảm bảo với bạn rằng là 3 viên thuốc này là 3 viên thuốc khác nhau nha, không có giống nhau đó. Giờ bây giờ người ta đem tới bệnh nhân là tới đem thuốc cái bệnh cái thuốc này đi đó, rồi mình cứ thấy ở cái tiệm của bạn thấy ừ cái giống giống cái loại này nè là mình cắt theo, nhưng thực chất đâu phải, cái viên này là thuốc điều trị bệnh khác, còn viên thuốc là điều trị bệnh khác và viên này điều trị bệnh khác. Ở mình có rất là nhiều những viên thuốc nó giống y chang gì luôn đó, y chang luôn, và còn rất nhiều thuốc nữa, và còn rất là nhiều thuốc luôn. Mình xí ba cái viên này ra đó, xí ba viên ra chắc bây giờ mình cũng quên rồi ha, lộn xộn quá mình cũng không biết viên nào, chắc mình cũng bỏ viên ba viên thuốc này thôi đó. Nên ý mình nói là gì, không nên đố viên thuốc, bởi vì thuốc nó y chang nhau luôn nha, nó giống từng gì, từng cái khía gạch nữa cơ. Nên đỡ mày đoán á, cho dù bây giờ chúng ta khai thác bệnh đi chăng nữa là gì cũng không bao giờ đoán chính xác hẳn 100% đâu. Thực sự vậy, không nên nha, thà mình bán theo ý của mình luôn, đoán ra làm cái gì. Nên để bán thuốc cho bệnh nhân là phải đúng 100%, phải đúng bệnh 100%, chứ không phải đoán là ừ chắc khoảng 80-90% á, ừ cỡ đó, thì lúc đó bệnh nhân là người thiệt hại nhất. Thật sự luôn, đừng nên đoán thuốc, khuyên thật sự hãy đặt mà sức khỏe của bệnh nhân là hàng đầu.
nha, chừng là chúng ta chính xác 100% chúng ta biết được nó là cái gì. Chứ còn để đoán rồi, đoán là để gọi là đoán là không thể chính xác 100% ha, để gọi là từ đoán rồi thì không thể chính xác được, nó sẽ ngẫu nhiên. Mà ngẫu nhiên thì ai là người thiệt hại nhất là bệnh nhân. Nên chừng nào 100% chính xác thì chúng ta mới cái gì, mới mới bán thiêu. Mà 100% chính xác khi nào, khi cái đơn hoặc là khi gì, có vị thuốc rõ ràng. Còn để từ đoán rồi thì nó còn hên xui lắm. Nếu sai thì sao, trời ơi. Nhìn cơ đơn cười xỉu, hèn chi bệnh nhân thích gặp dược sĩ hơn là bác sĩ. Thực tế mà nói thì cái bệnh cảm lạnh không, hắt xì hơi 1 tiếng 2 tiếng thì mình sử dụng cái gì, thuốc kháng tiêm một xíu thôi là ok rồi, và tăng cường sức đề kháng lên là ok thôi chứ cái gì đâu. Cái này là không phải là một đơn thuốc đâu ha. Chứ giờ bệnh cảm lạnh cảm cúm đi gặp bác sĩ ha, bác sĩ cho gì, bác sĩ cho kháng sinh nè, hay là bác sĩ cho đờ xe đỡ mau hết bệnh hơn. Cảm lạnh đơn thuần thôi mà đúng không, thì chủ yếu là tăng cường sức đề kháng là ok rồi à. Và bình thường thì như hồi chiều mình uống, bây giờ mình khỏe rồi à. Thông thường ví dụ như chúng ta đi ra đường mà đau đầu thì chúng ta chỉ cần cho uống viên gì đau đầu thôi là ok rồi à, về bộ não thôi, chứ giờ cửa cái đi bác sĩ. Chừng nào bệnh nặng ha, bệnh nặng bệnh nhiễm khuẩn rồi vậy, cái dấu hiệu nhiễm khuẩn thì chúng ta đi bác sĩ đỡ cơ to ha, cơ to các kháng sinh. Chứ dược sĩ thì đâu được phép bán kháng sinh đâu ha, đâu kháng sinh kháng viêm đâu, toàn là thuốc cơ đơn thì không được ha, chỉ được bán cái gì thuốc không cơ đơn thôi. Đây đó, đó bây giờ thuốc không cơ đơn thì bệnh dược sĩ có tự tự bán được, cam lạnh, hắt xì hơi, sổ mũi, chảy nước mũi, ngứa dị ứng ha. Nếu các bạn muốn xem những phần tiếp theo của chúng tôi thì các bạn hãy đăng ký subscribe vào channel của tôi. Và nếu như các bạn muốn lãng phí vào thời gian của mình thì hãy vào YouTube nhấn Y Dược Tiên Ti và xem những video của tôi đã đăng tải. Nếu bạn thích video này thì hãy chia sẻ với những người mà bạn quan tâm. Cảm ơn và các bạn đã dành đến thời gian video này, và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Chào tạm biệt.